Người ngoại quốc lần đầu được thử lẩu tự xôi đầu tiên của Việt Nam, lẩu tự xôi Omachi vị riêu cua bắp bò, để xem họ có cảm nghĩ như thế nào. Hello Joe. Bông rùa. Xin trân trọng giới thiệu Mr. Dan Phò đến từ đất nước Hoài Đức. Anh Hoàng Hư Hỏng đến từ tiểu vương quốc Gia Lâm. Xin mời. Mùi giống y hệt cái mùi bún riêu cua mà em hay ăn. Đích thị là vị riêu cua rất là ăn rất là vừa. Ngon. Cái vị thì nó không đậm đà như người Hà Nội ăn thì họ sẽ đậm hơn một chút. Thịt thật ăn rất là mềm, như người thịt thầm ngon lắm, thơm lắm. Chấm điểm với mấy điểm? 7 điểm nha, mặn hơn tí là quá tuyệt vời. 8. Cũng cao ấy. Tôi cho khoảng tầm là 6,5 đến 7 điểm ấy. Nếu mà có thêm giấm tỏi mắm tôm thì ok.